Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của Bếp Quyết Thanh. Và mình là Ốc. Hôm nay bọn mình đã nhận được một lời mời đến thăm nhà của một người bạn ở dưới tận đáy biển sâu trong bộ phim Cậu Bé Bọt Biển. Nghe nói là người bạn ấy nhờ mình đến giúp dọn dẹp nhà và trả lương rất cao đó. Đúng rồi, trả lương rất cao, dưới 1 tỷ, cụ thể là 10.000 đồng. Thực ra tụi mình đi làm cho nó có việc thế thôi, giúp đỡ người là mình cảm thấy rất là vui đúng không? Còn bây giờ chúng ta vào chơi để xem chuyện gì xảy ra nhé. Và các bạn đừng quên bấm like video và đăng ký kênh để ủng hộ tụi mình làm thật nhiều video mới. Cảm ơn các bạn. Ok. Đây là cướp biển vùng Caribe. Đây cơ mà là cướp biển BD thì có mặt thì xăm, xong rồi râu dài. Ui có súng nha. Pằng pằng pằng. Ông này chắc là có họ hàng anh chị em với lại ông Trần Dần đấy. Không đùa đâu các bạn ạ. À, sao tự nhiên lại có cướp biển ở đây hả Ốc? Chắc là người cướp biển này đã đưa bọn mình đến nhà của bạn Potchick các bạn ạ. Cướp biển lái thuyền đưa mình đến á? Anh thấy không ổn đâu, cướp biển mà lái thuyền đưa mình chỉ có đưa mình vào lòng đất thôi. Được rồi, bây giờ chúng ta cùng vào chơi để xem chuyện xảy ra nhá. Ừ. Bỏ lại. Are you ready kids? Aye aye captain. Ok. Hear you. Thuyền trưởng đấy. Đúng rồi, ông ấy là người thuyền trưởng dẫn dắt gọi là giống như là một đoàn trẻ con đến nhà của bạn Potchick các bạn ơi. Một đoàn nhưng mà quay đi quay lại chả thấy ai, nó còn mỗi một mình ở đây. Chắc là mình là người được chọn. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta đó chính là đến và nói chuyện với bạn Potchick. Thật ra là bạn này ở trong phim ấy thì tên là Potchick. Nhưng mà game này thì nó tên là Potchick, tức là có thể là anh chị em họ hàng gì đấy. À, anh em cùng cha khác ông nội. Ý cái ông này á, người phề phề trông như con lợn xề ông ạ. Không phải đâu, ông đấy là có hình dáng của một con sao biển nên người nó mới bè ra. Ui giời, ông này á. Rốn cũng to các bạn ạ. Béo quá nên là cái cổ nọng cằm này trôi cả xuống ngực. Và bây giờ chúng ta nói chuyện đâu ấy xem ông ấy nói gì mình ạ. Ông ấy chào. Hi, hello. Mình cũng hi. Mình đúng rồi, mình cũng hai. Can you clean the house? Ông hỏi mình là bạn có thể dọn dẹp cái nhà không? Thì mình trả lời là ok. Ok con dê. Let's start with the living room. Hãy bắt đầu với phòng khách. Let's add the cardboard to the storage room. Hãy bổ sung những cái tấm thẻ hay sao anh ạ đến một cái phòng kho nha. Không phải đâu, ông dịch sai rồi. Nghĩa là mình phải đi cất mấy cái thùng cái kia vào kho. Cardboard, đúng rồi. Mình chỉ nhìn thấy từ card nên là mình đọc nhầm các bạn. Ui giời. Ui. Gì? Đầu ông ý quay ra đằng sau lưng được đây. Ông thử quay đầu em ra sau lưng là nào. Đấy, em có làm được đâu đi ông. Ông này ông làm được các bạn đấy. Ông này á, kiểu như bây giờ đang ngồi ở phòng khách nhưng mà trông chừng mình làm việc ấy. Trông rất là xem tivi nhưng mà đầu lại lật ngược ra đằng sau các bạn. Để nhìn mình ấy bạn, mình đi đâu ông nhìn theo anh nhìn xem. Wow, nhà cũng đẹp chứ bộ. Ui. Đây là những tấm ảnh ông ấy chụp cùng với gia đình các bạn ạ. Đấy. Đấy thấy chưa? Ông ấy luôn luôn nhìn theo mình. Thôi được rồi, mình đi làm đi, không tí ông đấm cho đấy. Ông ấy to như thế đấm cho mình một phát là mình ngất trên nghỉ quất luôn các bạn. Và mình sẽ cất nó vào cái phòng kho nha các bạn. Đây đây. Phòng kho đấy các bạn ơi. Đúng rồi. Rồi. Yeah. À mô hình. Mô hình à? Mô hình rồi. Ui, mô hình một dũng sĩ cầm kiếm. Ghê thật các bạn ạ. Đây là một bức tranh các bạn nhỏ vẽ hoặc là ông này hồi còn nhỏ vẽ mình không biết. Vẽ một gia đình. Ừ. Ok, chả có gì nữa cả. Thôi bây giờ mình phải làm nhanh thôi, ông ấy cứ rình mình thôi các bạn ạ. Mình phải làm không ấy không chứ không trả tiền cho mình đâu. Nhưng mà mình có thể làm nhanh hơn không? Không. Kiểu như mình ôm 2-3 cái thùng không được à? Ông người mình bé không ôm được nhiều như thế. À, mình chỉ thích hợp làm YouTuber thôi. Đúng rồi. Sức yếu này đòi bê mấy thùng, bê làm sao được. Eo, cái này chắc phải trả nhiều tiền á, tại vì làm vất vả mà. Anh nghĩ phải được 1 tỷ. Tham lam. Nhiều thùng ấy nhờ, không hiểu ông này, ông sếp một đống thùng vào đây làm gì, sao không bỏ luôn vào kho đi. Chắc đây là đồ ăn á. Ông ấy béo này, ông ấy ăn nhiều nên là đây là thùng đồ ăn. Ôi, cái gì chứ ông nội? Nó nói cái gì đấy, nó định nói cái gì mình ấy. Mình có làm việc sai à? Anh làm sai gì rồi đúng không? Anh có làm sai gì đâu hả? Chắc chắn là anh làm gì sai ông mới đến đây chứ. Cho tôi ra đi. Ông chạy đi sao tôi làm được.
Bây giờ làm nào? Đấm nhổ mới phạt. Did you finish cleaning? Nó lại nói rồi. Nó bảo là bạn đã hoàn thành cái việc dọn dẹp chưa? Chưa, đang làm, ông đứng chặn đi, tôi làm sao được nữa. Đấy, người to quá chặn hết nguyên cái cửa, sao đi ra được? Rồi mà mình chen không ra được luôn. Mình bà trả lời là không, nhưng mà có còn 3 cái thùng nữa cơ. Keep cleaning up. Ok, tiếp tục dọn dẹp đi. Tôi sẽ xem TV. Thôi xem TV đi, cái ông trông ngu si này. Mệt quá. Ok, nên khi nào mà tôi làm xong thì tôi sẽ nói với bạn nhé. Okay. Ông là ok nha các bạn. Rồi. Rồi. Mông ngoáy thế nhỉ? Trông như sumo. Rồi, còn có 3 thùng nữa thôi các bạn ạ. Thôi, làm nhanh như con chuồn. Ở lâu trong nhà ông này có vẻ không ổn đâu. Anh thấy mặt ông này nham hiểm lắm. Thế mình phải làm nhanh để mình lấy tiền về. Đang làm nhanh đây. Cố lắm rồi đấy. Cố quá thành quá cố thì làm sao. Rồi, thùng cuối cùng rồi nè. Tính tiền. Cái gì đấy tự nhiên đi. Ông ấy còn lao cái mồm ông ấy hôn vào mặt anh. Ông ạ, thật là bẩn quá đi. Ôi, eo ấy ghê, anh bên thành đã mất nụ hôn đầu rồi. Ông ấy hỏi mình là xong chưa. Thì mình bảo là xong rồi. Ông bảo là mình hãy đợi ở đây cho đến khi ông ấy quay lại nha các bạn. Ok, và chúng ta có một cái yêu cầu ở trong cái căn nhà này. Ô, nhưng ông ấy trả lời là không, hãy dừng việc nói chuyện và đợi ở đây. Phải đợi. Ủa, ông có điện thoại à? Ôi, có hẳn smartphone. Hey, Mr. Krabs. Hey, Patrick, did you get me the gun I for? This, I brought it. Great, I brought the money and I will come tomorrow at 4. Bye bye, Patrick. Bye bye, Mr. Krabs. Ông ấy gọi cho ông cua. Cái gì mà money, chỉ rồi. Cần như thế, không cần mất thì giờ. Tính tiền nữa các bạn, ui khéo được mình trả tiền đúng không ạ? Chỉ có được nhiều tiền đấy. Go your room and sleep. Ui, sao ông lại bảo mình là đi ngủ? Mình đi làm mà mình sao lại đi ngủ? Tưởng ông ấy trả tiền mà. Ui, thôi chết rồi. Ông ấy mời mình ngủ lại luôn các bạn ạ. Đó là mình sẽ đi đến cái phòng cho khách và ngủ lại nha. Ông nhìn này, cái mồm ông đang ngậm không thè răng ra này. Anh đi một vòng này. Đấy. Hả? Cười hi hi đồ ngốc. Rồi phòng ngủ đâu? Đây, phòng guest room đó. À đây à? Ừ. Đi ngủ thôi các bạn ơi. Đây là phòng cho khách nha các bạn. Đấy, rồi mình sẽ vào cái phòng bedroom này để ngủ. Đây là phòng khách nha. Đây là phòng gì? Phòng này ông ấy không cho vào. Kéo đóng cửa vào đi, thấy nguy hiểm quá. Đóng cửa vào. Ừ, đúng rồi đấy. Hôm tối ông này ông vào ngủ cùng mình làm sao trông ấy như bê đê. Phòng này nhìn như phòng giam đấy các bạn ạ. Cái giường là giường đá chắc nằm cứng lắm nhỉ. Toàn bằng đá đấy các bạn ơi. Có mỗi 2 chiếc gối lại còn gối bông hoa nữa. Đây là một cái gối cho ốc, ông nằm gối hoa còn anh bên thành nằm gối kẻ. Rồi, nằm à? Anh ngủ thôi. Tỉnh ngủ đi em ơi, không ai cứu được em đâu. Ôi sao ngủ úp mặt vào giường vậy, đúng là đứa không bình thường. Cái gì đấy? Gì đấy? Đứa nào thổi kèn đấy? Cậu bé mà mình bị bắt rồi. Bị tra tấn. Bị ghim tay vào tường. Và con ốc sên của cậu bé vào biển cũng bị bắt luôn. Nó thổi cái kèn kia để gọi cứu viện. Mình chỉ nằm mơ thôi. Hóa là nằm mơ à? Vẫn đang ngủ đây này, trong phòng đây này. Bây giờ phải đi nói chuyện với Spongy Bab. Bên này. Biết ngay. Ui ông ơi. Nói chuyện đi. What are you doing here? Mày đang làm gì ở đây? Không. Tôi có làm gì đâu, tôi đi nhầm. Đi về. Đừng vào đây nữa. Ok. Quay lại ngủ. Nó không cho ngủ nữa các bạn ạ. Nó bảo mình là hãy đi dọn dẹp cái phòng bếp nha. Không ổn rồi các bạn ạ. Không ổn, đi nó chặn đường cái thôi. Này đấy là giấc mơ, nhưng mà có khi nào giấc mơ có thật đâu. Trông mình tỉnh bơ làm gì mình có ngủ mơ bao giờ đâu. Đây bếp này, phòng bếp này này. Ui. Ông này ăn phô mai ăn dở này các bạn ơi. Trông như kiểu mấy miếng ở trên người cậu bé bọt biển đấy không. Kinh rồi. Không, đấy chắc phô mai đó. Mình bỏ vào cái thùng này các bạn ơi.
ông này béo ăn nhiều thật đấy. Ăn như lợn ấy thì chả béo. Ừ. Cái gì vậy? Dây leo, kiểu táo biển á. Tiếp thật ông này còn... Ui ơi, bánh mì. Ừ, và trên này có rất là nhiều chai lọ. Chắc là chai lọ thuốc độc. Tiếp, chắc là gia vị thôi, làm gì phải gia thuốc vị. Độc. Em cho thuốc độc vào đồ ăn em ăn thì em chết nhắn răng rồi đấy. Tôi chỉ muốn là bạn phải kiểu lau dọn phòng bếp thôi. Thì đang làm mà. Okay. Cái ông này biến sao vậy? Ông này kiểu trông chừng mình luôn ấy, lúc nào cũng sợ. Chắc là ông này đằng sau có một bí mật nên ông ấy phải câu trông chừng mình, hiểu không? Ông giấu giếm điều gì đấy, ông không muốn cho mình biết. Đúng rồi, nên là ông ấy bảo mình là chỉ được dọn phòng bếp thôi, đừng có làm gì cả. Tôi có làm gì đâu. Tôi biết ông đẹp rồi, ông đi ra chỗ khác đi, khổ quá. Đừng nhìn linh tinh. Tát vỡ rồi, ba đã thôi xong. Are you afraid of me? Rồi, mình vào ở chung với cậu bé bọt biển luôn rồi các bạn ạ. Mình bị giam luôn rồi. Còn cái con ốc thổi này bị xiên chết luôn. Bị xiên vào tường luôn rồi các bạn ơi. Thành món ốc xuyên tường. Không, chắc là món ốc hấp xả. Làm gì có thấy củ xả đâu mà ốc hấp xả. Đây này, cậu bé bọt biển bị ghim tay vào tường không thể thoát ra được, đau quá à. Ừ, và cậu bé bọt biển này nhìn già hơn cậu bé bọt biển bình thường bao nhiêu ấy, còn con dâu ấy. Trông đáng thương quá à. Còn ai đây? Thu Ngân. Cái con mà làm Thu Ngân nhà hàng. Con này còn bị xiên thẳng vào đầu luôn các bạn ơi. Ôi ôi, xin vĩnh biệt cô. Ghê quá. Được rồi, chúng ta sẽ nói chuyện với bạn này nha. Không, tôi không sợ đâu, tôi không sợ bạn đâu. Ok. Mình nói với cậu bé bọt biển đấy các bạn ạ. Mình bảo thế. What are you doing here? Bạn hỏi là thế thì bạn đang làm gì ở đây vậy? Tôi chỉ đang dọn dẹp nhà cửa thôi. Vậy thì bạn đã ở đây bao lâu rồi? 7 days. Bị giam 7 ngày rồi. Ui, cậu bé bị bọt biển. Ui. Bị giam tới 7 ngày rồi các bạn ạ. Thảo nào bị giam 7 ngày mà như này là già đi, đúng rồi. Teo top này là đúng rồi. Có được ăn gì đâu. Ra đâu cua đến kìa. This is the boy. What? This is the guy. You'll take it for half the price. This is really funny. No, we'll take the full price. No! You'll take it for half the price. Okay, come Mr. Krabs. Hai ông này đi kiểu ra cãi nhau á. Eo, hóa ra ông này không phải là ông Krabs mà là ông Krop các bạn ạ. Ông Krop là ông fake lại của ông Krabs. Ôi đánh nhau. Ôi, có vết máu. Bắn súng. Ôi trời ơi, ông Krop chết à? Đến lượt mình rồi, bên này ngồi đến lượt mình chết rồi à. You must sleep because you are next tomorrow. You, hey you, good luck tomorrow. Cái gì mà ngày mai đấy, ngày mai thì lên thế nào đấy. Ôi trời, hai đứa này cười với nhau. Ôi chết rồi, mình bị làm sao đây? Bị ngất trên nền đất chứ bị làm sao. Hey you. Ôi nó gọi mình kìa, hey you kìa. Ôi nó cho mình một cái chìa khóa ở trong mồm. Tomorrow night Patrick will be asleep and we will run away from him. Ok. Mình sẽ chạy khỏi đây các bạn ơi. Gật vừa thôi chóng mặt quá. Ok. Rồi xong. Ngủ đi, giả vờ ngủ. Sao lại giả vờ ngủ? Giả vờ ngủ. Giả vờ. Có khi mình thức dậy mình coi như không biết gì, mình trốn ra. Đúng. Mình có chìa khóa. Hey, some look at the fat Patrick, very fat. Very fat, stop. Ông ấy bắn cậu bé bọt biển chết quéo rồi. Tức là ý là ông ấy cái lúc nãy là bảo tomorrow, tức là ngày mai là bắn ông này hả? Bắn ông cậu bé bọt biển hả? Ông ấy còn thổi kèn to tiếng nghe con bò kéo xe cậu bé bọt biển xin vĩnh biệt cô. Sao rồi? Nhưng mà cũng rất là may mắn là cậu bé bọt biển đã kịp đưa cho mình cái chìa khóa các bạn ạ. Và mình sẽ cố gắng thoát khỏi đây. Ông ấy
Tờ tí tê, tờ tí tê. Cay thật đấy. Khóc à? Cười như khóc ấy. Ồ, các bạn ơi. Mình dậy rồi các bạn ơi. Mình không thoát khỏi đây 7 ngày sau mình cũng như mấy đứa này luôn. Rồi. Mình có chìa khóa rồi các bạn. Bây giờ mình, nhiệm vụ của mình là kill, tiêu diệt cái con Portrait đấy các bạn. Rồi mình ra rồi đấy. Thực ra là cậu bé bờ biển có chìa khóa, nhưng cậu bé bờ biển bị ghim tay vào tường nên không thể thoát rồi các bạn ạ. Còn mình không bị ghim mình mới thoát được đấy. Đúng rồi. Mày hên, trong cái rủi có cái hên. À đâu, cái gì mà nó rập thế? Cửa nó đẩy vào người. Súng này, nhặt súng lên. Rồi. Anh có súng rồi không ạ? Rồi tìm xem Portrait ở đâu. Sao cứ giật đứng đấy thế? Thế mở mượt vào kìa. Đấy, ông cua. Còn kia là Portrait đang nằm ngủ cùng với một đống tiền. Ông này nhá. Dậy đi, dậy đi Trích ơi. Sao ngủ không nhắm mắt này, bắn luôn đi. Đây cua có dậy đâu này. Ê, dậy đây ơi. Bắn đi, headshot cho nó phát đi. Thấy gì không, anh dẫm lên cái bụng mỡ nhà ông ấy, ông ấy cũng có dậy đâu. Headshot đi. Soi đèn này. Sao lại soi đèn rồi. Đây, soi đèn sáng ấy, ông có thấy không, ông có làm gì đâu. Bật lửa. Đốt nhà ông ấy à. Súng đây, à, có súng kìa ơi. Headshot nó đi. Rồi, headshot ra, bắn vào cái đầu dài dài này. Dám sát hại mọi người. Bom. Thế ông tự thổi kèn cho ông ấy, ông tự vĩnh biệt ông ấy luôn. Ôi trời. Thế là hết game à? Ờ, kia là ông ấy chết xong ông ấy tự thổi kèn. Ông ấy kia là mỗi lần ông ấy tiêu diệt một ai, ông ấy sẽ thổi kèn. Xin vĩnh biệt cu tò tí đe, tò tí đe. Đấy, bây giờ ông chết ông tự thổi cho ông ấy luôn. Ui, gì thế bạn ơi? Thủy thủ quay lại rồi. Vậy thủy thủ có vai trò gì? Không biết luôn. Thủy thủ là trùm cuối, đưa mọi người đến đây để mọi người đúng bị chết. Đúng rồi, xong thủy thủ lấy tiền. Ờ, nghĩa là kể cả những đứa trẻ kia đều bị bắt cóc và tiêu diệt rồi. Đúng rồi. Xong rồi cái ông Portrait đấy sẽ trả tiền ở đâu? Ừ, trả ông tiền trong này. Ông Portrait đấy sẽ bán cho ông Crop. Buôn bán trẻ em ấy. Đúng rồi, rất là nguy hiểm. Thôi, bây giờ mình thoát ra được là mình thật là vui vẻ rồi các bạn. Mình đã còn đúng tiêu rồi. Diệt ông đấy để mọi người không bị bắt cóc nữa. Rồi, chắc là bây giờ tụi mình sẽ dừng video tại đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn video sau. Các bạn đừng quên bấm like video và đăng ký kênh để ủng hộ bên này và ông làm thật nhiều video mới nhá. Bye bye. Bây giờ, bye bye. Lần sau đừng rủ ai đi đâu nhá. Em có rủ đâu. Mà xuống đấy biển.